bạn. Con này nó cho là Bình Thành, cho ABCG là Bình Thành, nhiều đứa vẽ Bình Thành đại hơn. Cái này vẽ đại là không ra nổi đâu, dám đảm bảo. Cái này phải vẽ đúng, bà này phải vẽ đúng. Cho hình Bình Thành mà hai góc B và D là mỗi góc 45. Rồi đồng thời là cái cạnh, cái đường chéo AC là vuông góc với lại AD. Mà lại thêm cái điều kiện đó là ABCD nó phải đi theo chiều kim đồng hồ. ABCD là hình thành mà theo cái chiều kim đồng hồ. Xe mà góc AD tức là cái tam giác ACD này là vuông cân, bởi vì góc này là nhiêu rồi, 45 rồi đúng không? Tam giác này cũng sẽ vuông cân, như vậy là vuông cân là cái thứ hình dung là giống như là gì, nửa của hình vuông gì đúng không? Đây đây chính là hình vuông này. Nếu mà ghép cái này ghép vào đây thì nó là hình vuông gì đâu. Nếu mà mình đặt cạnh thì là A đi, thì cái đường chéo hình vuông sẽ là A cạnh A. Đó. Người ta cho tiếp là MNI lần lượt là trung điểm của AB. Đó là trung điểm của CD và Y là trung điểm của hai D. AB, CD và AD. Phép đồng dạng có được bằng cách phép đồng dạng là nó thường là nó thực hiện một phép dời hình và một phép vị tự. Cái đồng dạng thường là nó có thêm một cái vị tự trên đó, kết hợp với lại một cái ví dụ như là phép quay nó xuống tâm, nó xuống chồng như là mình tiến đó. Thế thì cái đồng dạng này nó được bằng cách thực hiện liên tiếp, thứ nhất là phép quay tâm A góc quay 45 độ đó, đồng thời là phép vị tự cũng là tâm A tỷ số căn hai. Bây giờ nó hỏi là nó sẽ biến ta cái tứ giác ACDI thành cái tứ giác nào, thành tứ giác nào, thực hiện liên tiếp hai này, biến tứ giác này thành tứ giác này. À, nhìn lên nha. Đầu tiên là điểm A chứ. Điểm A qua phép quay tâm A thì biến thành điểm gì? Là A luôn gì nữa đúng không? Phép quay tâm A thôi chứ. Quay nữa nói trên đó luôn. Qua phép vị tự tâm A biến thành điểm nào? A luôn. Thành điểm A thì dễ à. Bây giờ tiếp điểm mà C qua phép quay tâm A biến thành điểm nào? Điểm B là tào lao rồi, N cũng tào lao rồi. Phép quay nó quay 45 là thấy chiều dương này 45 đúng không? Điểm C này, điểm C biến thành điểm C phải. Điểm
Thì sao em mò được chơi? AC khỏe nó mới bằng AC mà. Rồi bây giờ tiếp này. Độ dài AC là bằng A. Thì độ dài AC khỏe là nhiều là bằng A, đúng không? Mà trong khi độ dài AB là nhiều, A cạnh 2. Vậy thì vector AB bằng bao nhiêu lần vector AC phải? Bằng bao nhiêu lần vector AC phải? Bao nhiêu lần? Cạnh 2 lần vector AC phải. Như vậy thì qua biết quay tâm A nó quay 45, C biến thành C phải. Được chưa? Được chưa? Rồi C phẩy này qua phép vị tự tâm A thị số căn 2 biến thành điểm B, đúng không? Bởi vì vị tự AB bằng căn 2 AC phẩy mà, thì định nghĩa vị tự qua đây biến thành điểm B. Được chưa? Mặt nó cũng nghiêm nghiêm rồi. Bây giờ tới điểm N. Điểm N đây. Độ dài này là A. Thì cái độ dài này là A căn 2, đúng không? Độ dài này là A căn 2, thì thằng này là A căn 2 chia 2, đúng không? Này là A căn 2 chia 2 nha. Rồi, bây giờ qua điểm N này, qua phép quay tâm A góc quay 45 độ đây nè, 45 độ này à, biến điểm N này là điểm nào? Đâu phải, đúng không? Đâu phải. Bây giờ kinh nghiệm này đó, đâu phải. Và đồng thời ta thấy vector AC này này bằng bao nhiêu lần vector AN phải? Quay là căn 2 không? Thằng này là căn 2 chia 2 mà thằng này là A, thì có phải là cái độ dài này gấp căn 2 thằng này không? Hả? À? Căn 2 nhân vô thì là bằng A đó. Mình làm căn 2 S N. Vậy thì tóm lại là qua vết quay điểm N biến thành điểm N phẩy. N phẩy này qua vết vị tử tâm A thì số căn 2 biến thành điểm gì? Điểm C, đúng không? Rồi cuối cùng điểm A qua phép quay tâm A góc quay 45 độ biến thành điểm gì? À, y phẩy. Rồi và độ dài thằng này cũng tương tự như đúng không? Cái bằng căn 2 độ dài này đúng không? Vậy là ta có biết tờ AN nó bằng căn 2 vector A y phẩy. Vậy đó là y qua đây biến thành y phẩy qua đây biến thành điểm gì? Điểm N. Vậy là cái tứ giác ACNI biến thành tứ giác ABC. A, B, C. Đây, tứ giác này. Nếu không gặp chứ thì tin là bài này sẽ nhiều đứa nữa được. Gặp chứ là tức là mình để hành biết cái tướng là cái đáp số. Rồi trả lời một câu nữa là câu 21. Rồi đây cái đứa hỏi con này đơn giản. Xin hãy tìm em cho cái chương trình này có nhiều
Dạng này là yêu cầu là hạ bậc đúng không? Cứ về dạng kiểu gì? Cổ điển hạ bậc thôi. Bất bình là bằng gì? Một cộng sang một chữ. Rồi, chân ai biết cho hai đi. Chị quán qua. Vậy của chân này, của chân cổ điển này, có nghiệp gì nào? A bình cộng B bình lớn bằng C bình. Và đang chuyển ra 5. Chuyển vé đi. Mày ra mờ chưa? 1 cộng trừ nhân 5 lại 1.